buổi tập dưới mưa và bất lợi cho Olympic Việt Nam. Đội tuyển Olympic Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá Nam ASEAN 19 gặp đối thủ lớn Saudi Arabia vào đêm ngày 24 tháng 9 với hy vọng có điểm để giành vé đi tiếp. Gạt sang một bên nỗi buồn thua đậm Iran 0-4, thầy trò Hoàng Anh Tuấn cùng nhau hướng đến trận đấu then chốt gặp Saudi Arabia với tinh thần tích cực nhất. Theo VFF, do vừa trải qua thi đấu nên buổi tập diễn ra với khối lượng vừa phải, chủ yếu giúp các cầu thủ thư giãn gân cốt và tái tạo năng lượng. Đáng tiếc là thời tiết tại Hàng Châu có mưa nhỏ kéo dài cả ngày, khiến mặt sân tập sũng nước. Các cầu thủ buộc phải mặc áo mưa nhẹ bên ngoài để phòng nhiễm lạnh. Cũng vì khí hậu bất lợi, nên buổi tập chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Ban huấn luyện cũng chủ yếu triển khai các bài vận động với bóng. Riêng các cầu thủ dự bị hoặc vào sân thay người ở hiệp 2 trận gặp Iran được tăng cường thêm nội dung chạy bền quanh sân nhằm duy trì thể lực. Về tình hình của đội, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, trước khi đến đây, chúng tôi có sự đánh giá tổng quan về các đội trong bảng đấu của mình. Rõ ràng, chúng ta không thể nói với các cầu thủ rằng đội đó quá mạnh, đối thủ đó quá hay, quá tốt. Chúng tôi phải có phương pháp làm việc với các cầu thủ. Thực sự, ai cũng thấy Iran áp đảo hoàn toàn, từ cá nhân đến tập thể, từ tuổi nghề, kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng, kết quả thua quá đậm thì cầu thủ cũng hơi buồn. Nhưng góc độ của tôi lại nghĩ khác, rõ ràng mình đã có sự chuẩn bị đón nhận kết quả trước rồi. Theo tôi, trận đấu dừng ở kết quả 0-2 thì sẽ tốt hơn về mặt tâm lý cho các cầu thủ. Nhưng không sao cả, mọi thứ đã qua. Các cầu thủ đã trở lại tập luyện. Trời mưa như thế này nhưng tất cả đều tập luyện hưng phấn. Tôi nghĩ họ đã trở lại bình thường. Về kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp Saudi Arabia, ông Tuấn nói, trước khi ra sân tập, chúng tôi đã có cuộc họp, xem lại băng hình trận đấu với Iran để rút kinh nghiệm. Mọi thứ đang ổn, dù chúng ta còn cửa rất hẹp. Ban huấn luyện có trao đổi với cầu thủ rằng làm sao cố gắng lách qua khe cửa hẹp đó. Về tính toán chi tiết là việc của ban huấn luyện. Còn nhiệm vụ của các cầu thủ phải tập trung chơi tốt trận đấu với Saudi Arabia. Ở trận đấu này, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chịu thêm một sự tổn thất về lực lượng khi hậu vệ Đức Anh phải nghỉ thi đấu do nhận hai thẻ vàng. Về phương án nhân sự, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiết lộ, chúng tôi ở trận gặp Iran đã thay Đức Anh bằng Nam Hải, là bước khởi động để thay thế vị trí đó cho trận sau. Nam Hải từng chơi vị trí này ở U23 Việt Nam và Song Lam Nghệ An rồi. Ngoài ra, chúng tôi còn Minh Trọng có thể đá hậu vệ trái được. Tôi hy vọng Tuấn Tài có thể tham gia trận đấu với Saudi Arabia khi cậu ấy vừa tập luyện trở lại. Hiện tại, chúng ta còn Hồng Phúc và Phi Hoàng chưa thi đấu. Hai trận vừa rồi chúng tôi phải điều chỉnh rất nhiều. Trận ra quân chúng tôi phải chơi với đội hình tốt nhất để giành lấy 3 điểm. Ở trận gặp Iran cũng thế, chúng tôi cần đội hình mạnh. Tùy thời điểm cụ thể, tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện cho họ vào sân. Sáng ngày 23 tháng 9, cả đội sẽ bước vào buổi tập chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu gặp Saudi Arabia 18:30 ngày 24 tháng 9. Với cục diện hiện tại, để duy trì cơ hội đi tiếp, đội tuyển Olympic Việt Nam cần giành được ít nhất một điểm trước đối thủ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.